Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món lẩu gà tranh sả, món ăn được xem là đặc sản của người dân miền Tây nhé. Lần đầu tiên mình được ăn món này là ở Cần Thơ, hương vị của nồi lẩu gà chua cay, mùi thơm của sả, lá quế và nấm rơm đã làm mình rất rất thích và phải nhờ mấy cô em chồng chỉ cách nấu cho bằng được. Nhà mình mê món này tới nỗi hầu như tuần nào cũng nấu và còn cố gắng trồng một vườn rau sau nhà để lúc nào cũng có sẵn gia vị phục vụ cho món lẩu gà tranh sả này. Cách nấu lẩu gà thì vô cùng đơn giản. Các bạn hãy cùng làm với mình để có nồi lẩu ngon, hấp dẫn, lạ miệng cho những dịp gia đình, bạn bè quây quần nhé. Mình cần 4 đến 6 cây sả đập dập cách khúc, 6 đến 8 cái lá chanh thái xé nhỏ và ớt hiểm. Cái này thì không cần theo số lượng gì hết, nó tùy vào độ ăn cay của bạn mà nêm nhé. Mình cho sả, lá chanh và ớt vào nồi rồi thêm nước, đem đun sôi khoảng 10 phút cho nó dậy hết mùi thơm lên. Mình cắt chanh vắt lấy nước cốt trước khi chặt thịt gà để không bị dính đồ sống từ tay và dao. Mình sẽ dùng quả chanh màu vàng thay vì chanh màu xanh, vì mình thấy là chanh màu vàng nấu nó không bị đắng mà nó có cái vị chua dịu dàng, nó không gắt quá như là chanh xanh. Cho nên là mình cũng không cần phải nêm thêm nhiều đường. Nếu mà ai mà ăn được chua giống như gia đình nhà mình ấy thì còn có thể bỏ qua đường, không cần phải nêm vào. Gà mình mua đã được mổ sẵn, chỉ việc rửa sạch lại với muối. Các bạn chú ý, trên da gà thường có một lớp màng mỏng màu vàng. Mình miết nhẹ tay để lớp màng này bong ra cho nó hết mùi hôi nhé. Dùng dao khứa vào các khớp của gà để hạn chế chặt nhiều làm hở các cạnh sắc của xương. Gà chặt miếng không quá nhỏ, tránh làm cho xương bị vụn. Mình thường chỉ chặt phần đùi và lưng, còn lườn gà thì mình sẽ lọc, sau đó để nguyên phần khung xương cho vào nấu, lấy nước ngọt, khi nào mà chín thì vớt ra. Mình mua gà farm, họ có bán kèm cùng với lại cả tiết, mình đã luộc riêng để nước lẩu không bị đen. Khi ăn lẩu gà ở Việt Nam, mọi người thường chỉ nhúng với nấm rơm tươi. Nhưng mình thấy nếu có thêm một ít nấm rơm khô ấy, thì nước lẩu sẽ có màu đẹp và thơm hơn rất là nhiều. Chỗ này mình chuẩn bị cả nấm rơm tươi và nấm rơm khô. Đầy đủ nhỉ? Mình thấy nấu lẩu gà lâu nhất là phần nhặt rau với nhặt chân nấm ý. Nhất là chân nấm rơm, nó có nhiều rơm dính vào ấy, nhặt hơi bị lâu. Một chút nữa ở cuối video, mình mời mọi người ra thăm vườn rau của nhà mình nhé. Thả gà vào nồi nước lá chanh sả, để lửa trung bình cho nồi gà sôi lăn tăn trong 10 phút. Nếu các bạn lọc nguyên bộ khung xương để ninh giống mình thì bây giờ là lúc nên vớt xương ra rồi đó.
Hớt bỏ bớt váng mỡ và bọt. Mình sẽ thả nấm rơm khô, tiết gà và nêm nước mắm trong. Tiếp đến là nước cốt chanh. Nhà mình không thích ngọt và do mình dùng chanh vàng có vị chua dịu hơn chanh xanh rất nhiều nên mình không cần nêm thêm đường. Với khoảng 2 lít nước lẩu, mình dùng 1 phần 3 cắp nước mắm trong và 4 quả chanh vàng. Trước khi dọn lên trên bàn ăn, mình sẽ bỏ thêm vào vài cái lá chanh, sả và ớt để nó có màu tươi đẹp. Nồi lẩu hòa quyện các vị chua, cay, đậm đà, thơm nồng mùi sả và lá chanh cùng lá húng quế chắc chắn sẽ gây thương nhớ, hít hà với bất cứ ai được thưởng thức. Dọn kèm cho mỗi người một chén nước mắm trong với ớt, thả thật nhiều lá quế, nấm rơm tươi và nấm kim châm. Chan nước lẩu ăn cùng với lại cả bún. Xin mời. Đây. Đúng rồi. Rồi, bây giờ đến lá quế. Quế đây. Bây giờ sang bắt gà đi. Gà đây. Cái rổ cho em. Đâu. Đầu. Được chưa? Rồi, ok.